bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Bạn đang nghe sách nói tại Voice. Mời bạn lắng nghe truyện dài Thằng Quỷ Nhỏ, tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, đơn vị cấp phép xuất bản, nhà xuất bản trẻ, giọng đọc Bảo Linh. một Nga ngồi một mình trong lớp, hồi hộp đợi chuông reo. Chưa đến giờ vào học, mọi người còn ở cả bên ngoài. Một số chơi trong sân, số khác tụ tập ngoài hành lang. Thỉnh thoảng một khuôn mặt thò vào cửa sổ, dòm giáo giác, rồi biến mất sau khi ném một cái nhìn tò mò về chỗ Nga ngồi. Nga cố trấn tĩnh, nó len lén đặt tay lên ngực, trấn áp cơn xúc động cũng như mọi học sinh chuyển đến trường mới nga cảm thấy lo lắng không đâu ở lớp mới này nga chưa quen ai trừ hạnh hạnh là lớp trưởng khi nãy thấy nga đứng ngơ ngác trước cửa lớp hạnh bước lại hỏi bạn là nga phải không nga nhìn hạnh ngạc nhiên ủa sao chị biết hạnh cười đừng gọi mình là chị mình tên hạnh cô chủ nhiệm báo cho mình biết mình là lớp trưởng hạnh giới thiệu một lèo rồi không để cho nga kịp hỏi lại nó kéo tay nga dắt đến dãy bàn cuối lớp nói chỗ ngồi của nga ở đây nga ngồi kế mình hạnh thuộc loại người liến thoắng nhanh nhẩu miệng nói tay làm nga chưa kịp có ý kiến nó đã vớ lấy chiếc cặp của cô bạn mới nhét vào ngăn bàn trước nhiệt tình của hạnh nga chỉ biết lúng túng đứng nhìn để khỏa lấp bối rối nga hắn giọng hỏi <laughs> bàn này chỉ có nga và hạnh thôi hả hạnh nheo nheo mắt giọng hớm hỉnh bàn ba người hạnh rồi tới nga rồi tới thằng quỷ nhỏ nga giật mình hạnh nói gì thằng quỷ nhỏ là sao hạnh mỉm cười bí mật lát nữa nga sẽ biết nói xong hạnh bỏ ra ngoài nga ngồi lại một mình lòng hoang mang tột độ lạ thầy lạ bạn, Nga đã thấy lo âu. Bây giờ lại thêm thằng quỷ nhỏ nào đó ngồi bên cạnh nữa. Chắc Nga xỉu. Suốt từ đó cho đến lúc chuông reo vào học, Nga cứ nhìn lơm lơm ra cửa. Nhưng Nga chẳng thấy gì lạ. Nó chỉ nghe trái tim mình đập hồi hộp trong ngực. Chuông reo, cả lớp xếp hàng. Nga bước ra khỏi lớp. Và trước khi đứng vào hàng sau lưng hạnh, nó khẽ đưa mắt nhìn lướt qua đám con trai đang xếp hàng kế bên kín đáo dò xem nhân vật nào là thằng quỷ nhỏ nhưng nó không thể đoán định được những khuôn mặt vui nhộn và rạng rỡ kia chẳng có gì khả nghi hay hắn mang biệt danh đó là do hắn phá pách không ai chịu nổi nga thầm nghĩ và lại liếc sang giải con trai tò mò quan sát trong một thoáng nga nhận ra anh chàng đứng hàng thứ ba là một tay chúa nghịch ngợm đang đứng thình lình anh ta giả vờ mất thăng bằng bước lui một bước và giẫm lên chân người đứng sau một cú thực lực khiến nạn nhân kêu lên oai oái trên kia cô chủ nhiệm trừng mắt ngó xuống nhưng anh chàng tinh quái đã kịp lấy lại tư thế nghiêm trang và bây giờ trong anh ta hiền như cục bột nhưng cô giáo vừa quay đi anh ta liền thò tay vỗ vai người đứng trước và kề tay nói nhỏ gì đó Nga hiểu ngay là anh ta giả vờ. Bởi vì khi anh ta buông tay ra, trên vai áo của nạn nhân đã xuất hiện một tấm hình xì trâm, loại hình người ta vẫn bán để dán lên xe gắn máy. Trò quỹ thuật của anh ta khéo léo và tự nhiên đến nỗi nạn nhân chẳng mảy may nghi ngờ, cứ đứng trơ như phỏng. Trong khi đó, đám đứng sau che miệng cười khúc khích. Cả Nga cũng không nhịn được cười, và nó thở phào hóa ra thằng quỷ nhỏ là anh chàng này quả nhiên khi vào lớp sau khi đảo mắt quan sát một vòng anh chàng kia lững thững ôm tập tiến về phía bàn chót và ngồi xuống cạnh nga bằng một phản xạ tự nhiên nga khẽ nhích vô trong thằng quỷ nhỏ liếc nga một cái trịch thượng hỏi cô bé mới chuyển trường về đây hả nga sầm mặt nga ghét nhất ai gọi mình là cô bé thằng quỷ nhỏ này trạc tuổi nga mà dở giọng đàn anh nga càng khó chịu thấy nga không trả lời thằng quỷ nhỏ hừ mũi <laughs> này cô bé mặt lạnh cô nghe tôi hỏi không nga lạnh lùng tôi không phải là cô bé tôi tên nga thằng quỷ nhỏ có vẻ bất ngờ trước phản ứng của nga nó cười cười hạ giọng à thì ra cô tên nga cô thuộc loại cứng cổ đấy bị kêu cứng cổ, Nga nổi sùng. Sự rụt rè của một học sinh mới bay vèo đâu mất. Nó vặt lại. Cổ tôi cứng kệ tôi, không mắc gì đến anh. Thái độ cứng cỏi của Nga làm thằng quỷ nhỏ sụi lơ. Nó chán nản, giọng xìu như bún. Kệ thì thôi. Kể từ lúc đó, thằng quỷ nhỏ chúi mũi vào cuốn tập mở trước mặt chẳng buồn cà khịa với cô bé cứng cổ nữa nga cũng chẳng thèm đếm xỉa đến đối phương nó ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa chờ hạnh về bạn bè mới chưa quen ai nga chỉ có thể nói chuyện với hạnh lẽ ra nó cũng có thể trò chuyện với thằng quỷ nhỏ ngồi cạnh nhau bao giờ cũng dễ làm quen nhưng thằng quỷ nhỏ cứ khoái chơi trội nga mới nói qua nói lại một hai câu đã muốn gây sự rồi Nga trong mắt một hồi đã thấy hạnh về. Nó cầm theo hộp phấn và cuốn sổ gọi tên và ghi điểm. Đặt tất cả lên bàn cô, hạnh vội vã rảo bước về chỗ ngồi. Nhưng chưa kịp ngồi vào chỗ, hạnh nhát thấy thằng quỷ nhỏ ngồi kế bên Nga, liền nghiêm mặt lại. Sao Luận lại ngồi đây? Về chỗ cũ đi. À, anh ta tên Luận. Nga nhủ bụng, nhưng nó chưa kịp nghĩ ngợi gì thêm, đã nghe luận ấp úng đáp lời hạnh. Ngồi đây một bữa đâu có sao. Hạnh hừ giọng. Đừng lộn xộn, đây đâu phải chỗ ngồi của ông. Luận cười nhăn nhở. Nhưng thằng quỷ nhỏ bữa nay đâu có đi học. Tôi xuống đây ngồi cho mát. Hạnh khoát tay, giọng cương quyết. Thôi, đừng dở trò. Lên trên kia đi. Không lên, tôi mép cô à. Luận không dám nấn ná, nó vội vàng quơ tập vỡ tót lên bàn trên. Té ra chỗ ngồi của nó ở trên kia, cách chỗ Nga đến hai dãy bàn. Tuy nhiên, luận ngồi đâu, điều đó không quan trọng đối với Nga. Nga chỉ ngạc nhiên về việc luận không phải là thằng quỷ nhỏ như nó tưởng. Cuộc đối thoại giữa Hạnh và Luận khiến Nga vô cùng sửng sốt. Đợi cho Luận ôm tập ra khỏi chỗ ngồi, Nga quay sang Hạnh, giọng ngơ ngác như vừa từ cung trăng xuống. Ủa, Luận không phải là thằng quỷ nhỏ hả? Hạnh lắc đầu. Thằng quỷ nhỏ bữa nay nghỉ học. Nga không kìm được thắc mắc. Nhưng thằng quỷ nhỏ là ai? Sao lại gọi anh ta bằng cái tên như vậy? Hạnh vẫn cười cười. Ngày mai Nga sẽ biết. Thấy Hạnh không chịu nói. Nga ấm ức lắm. Nó tính làm mặt giận, không thèm hỏi chuyện Hạnh nữa. Nhưng rồi không ngăn được tò mò, nó lại hỏi dò chắc anh ta phá lắm hả hạnh lắc đầu hay là anh ta học dở nhất lớp nga lại hỏi hạnh liếc nga khẽ nói thằng quỷ nhỏ là một học sinh giỏi nhưng thôi nga đừng hỏi nữa lo chép bài đi kìa chẳng biết làm sao nga đành phải lật tập chép bài nhưng tay thì chép mà đầu óc nga cứ nghĩ ngợi vẩn vơ về nhân vật bí ẩn kia không hiểu anh ta là người như thế nào mà hạnh cứ ướp ướp mở mở nga càng hồi hộp hơn khi suốt buổi học hôm đó thỉnh thoảng nó vẫn bắt gặp những đứa ngồi cùng bàn với luận quay xuống nhìn trộm nó bằng ánh mắt tinh quái kèm theo những nụ cười lạ lùng khó hiểu rõ ràng đó không phải là những thái độ dành cho một học sinh mới không có gì đặc biệt như nga sở dĩ các bạn nhìn mình như vậy nga thầm đoán chính là vì chỗ ngồi đặc biệt của mình mình đã ngồi cạnh anh chàng có biệt danh thằng quỷ nhỏ và như vậy phải chăng mình đã ngồi cạnh một sự nguy hiểm lớn lao cho đến lúc chuông reo tan học và ngay cả trên đường về nga vẫn không thể nào dứt mình ra khỏi những băn khoăn ngày hôm sau nga đến lớp thật sớm vừa đạp xe nga vừa thầm mong thằng quỷ nhỏ đừng nghỉ học hai buổi liền hãy đi học bữa nay rồi mai nghỉ bù cũng được. Nga vừa nói thầm, vừa bật cười với ý nghĩ kỳ cục của mình. Khi Nga đến, lớp còn vắng. Lát đác một vài học sinh ngồi lặng lẽ ôn bài với vẻ mặt thiếu tự tin. Họ ngồi dồn cả vào góc lớp, có vẻ như muốn nương tựa vào nhau để chống chọi lại nỗi lo sắp bị kêu lên bảng. Ngoài hành lang, một đám nữ sinh đứng tựa lưng vào cửa sổ Xì sao trò chuyện, thỉnh thoảng lại vang lên những chuỗi cười giòn giả. Nga đi thẳng lại chỗ ngồi. Nó nhét cặp vào ngăn bàn. Vân vân không biết nên ngồi tại chỗ hay nên ra trước khiên đứng thơ thẫn cho mát. Lưỡng lự một hồi, Nga tặc lưỡi ngồi xuống. Dù sao ngồi tại chỗ vẫn an toàn hơn. Nga nghĩ, mình là học sinh mới, đứng trước khiên biết nói chuyện gì với ai đây. Lát sau, hạnh lò dò đến thấy nga ngồi một mình hạnh bước lại sao nga không ra đằng trước chơi nga ấp úng <laughs> thôi nga ngồi đây được rồi hạnh gật gù vẻ thông cảm chắc nga còn lạ để hạnh ngồi chơi với nga cho vui vừa nói hạnh vừa đặt cặp lên bàn và ngồi xuống bên nga lớp học mỗi lúc một đông chung quanh nga bỗng chốc tràn ngập những tiếng ồn những tiếng la hét cãi cọ và đùa giỡn từ nãy đến giờ nga vẫn thầm đưa mắt quan sát nhưng vẫn chưa đoán ra thằng quỷ nhỏ là ai và liệu anh ta bữa nay có đến lớp hay không dò xét một hồi không kết quả nga đâm tức mình tính quay sang hỏi hạnh nhưng sực nhớ hạnh vốn thích ẩm ờ nga lại thôi đang ấm ức chưa biết tính sao Nga bỗng giật mình khi nghe những tiếng hò reo náo nhiệt vang lên ngoài cửa lớp. <laughs> hôm nay nó lại tìm đâu ra cái nón màu đen thế này. Tiếng một người nói, giọng oan oan. Lại có một giọng khác kêu lên. Chắc đây là cái nón quả dưa của Charlotte. Trời, nó đội trong mới hợp làm sao? Rồi một giọng khác nữa, trịch thượng hơn. Nga nhận ra tiếng luận. Mày thó cái nón này của ai thế? Nga chưa kịp hiểu ra chuyện gì, đã thấy một đám đông kéo vào lớp. Cười nói ồn ào, mọi người vừa đùng đẩy nhau, vừa bao quanh một học sinh nơm có vẻ kỳ dị. Anh có hai vành tay to khác thường và cái mũi cũng to không kém. Cái mũi đã to lại còn đỏ ẩn, mồ hôi lắm tắm. Thoạt nhìn thấy người học sinh lạ này, trống ngực Nga đã đập thình thịch anh lững thững bước vào lớp giữa một vòng tròn người bu quanh trêu chọc hệt như một anh hề xiết đang đi giữa một đám trẻ con hiếu kỳ và nghịch ngợm từ sợ hãi dần dần nga chuyển sang tò mò anh đội một cái nón vải màu cỏ úa và mặc dù bị bạn bè không ngất lời chồng ghẹo mặt mày anh trông vẫn thẳng nhiên không hề tỏ vẻ bực dọc hay trầu rĩ có thể anh đã quen với tình cảnh trớ trêu này. Nga nhủ bụng và trong tích tắc, nó bỗng ngờ ngợ người học sinh kỳ lạ này chính là thằng quỷ nhỏ. Nhân vật mà nó đã nơm nớp chờ diễn kiến hai ngày nay. Như để xác nhận sự suy đoán của Nga, Luận bỗng lên tiếng. Thằng quỷ nhỏ, mày đưa tao mượn cái nón đổi thử coi. Rồi không cần biết thằng quỷ nhỏ có đồng ý hay không luận chộp lấy cái nón đội lên đầu mình vừa đội luận vừa nhìn quanh reo to tụi mày coi tao có đẹp trai bằng thằng quỷ nhỏ không đám bạn liền nhao nhao đẹp lắm đẹp lắm đưa tao đội một cái nào lập tức luận ném cái nón cho một đứa khác rồi đứa khác lại truyền cho một đứa khác nữa cứ thấy cái nón chạy lòng vòng từ tay người này đến tay người nọ trong khi đó thằng quỷ nhỏ cứ đứng chôn chân giữa lớp vẻ bất lực anh đảo mắt nhìn theo cái nón đang bay vung vút xẹt ngang xẹt dọc cất giọng năn nỉ thôi được rồi tụi mày trả nón cho tao đi cái nón lập tức dừng lại nằm trong tay luận luận cười hì hì nói mày vẫy tay lừa đi tụi tao sẽ trả đám bạn nghịch ngợm lại phụ họa đúng rồi đó vẫy tay chào tụi tao đi Nga ngạc nhiên thấy thằng quỷ nhỏ miếm môi lại và nghe lập tức vành tay anh khẽ ve vẫy như cánh bướm Nga không biết rằng anh đang khổ sở chống chọi lại sự hoạt động của hai vành tay mình bao giờ cũng vậy anh càng muốn buộc nó nằm im thì nó lại càng nhúc nhích ngoài sự điều khiển của anh biết rõ đặc điểm đó tụi thằng Luận ngày nào cũng tìm cách khai thác để biến anh thành trò cười cho cả lớp. Tay kia nữa. Luận lại ra lệnh. Thằng quỷ nhỏ ve vẫy tay kia. Luận có vẻ hài lòng. Nhưng khi nó sắp sửa ném cái nón lại cho thằng quỷ nhỏ, thì có ai đó bỗng nói, vẫy vẫy không được, phải vẫy cùng lúc hai tay kìa. Thằng quỷ nhỏ dường như đã quen chịu đựng. Anh chẳng tỏ vẻ gì cáu kỉnh, nhưng ngay vào lúc hai vành tay anh đang sắp sửa cử động theo sự điều khiển của đám bạn quỷ quái. Chợt anh phát hiện ra Nga. Nga đang ngồi ở dãy bàn cuối lớp, ngay cạnh chỗ ngồi của anh, và đang nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên, lặng lẽ. Sự hiện diện bất ngờ của Nga khiến thằng quỷ nhỏ thình lình khựng lại. Và trong thoáng mắt, anh bỗng trở nên lúng túng, hai vành tay lập tức trơ ra. Thấy thằng quỷ nhỏ tự nhiên trở chứng hai cánh bướm không chịu ve vẫy, lũ bạn nhao nhao dục. Vẫy đi chứ, sao đứng im re vậy? Bộ mày không muốn xin lại cái nón hả? Thằng quỷ nhỏ làm như chẳng nghe thấy gì. Anh cứ đứng sững, ngượng ngùng và bối rối. Luận liền thò tay, nắm lấy vành tay anh, giật giật. Nếu mày không muốn làm, thì để tao làm cho. Thằng quỷ nhỏ khẽ nhăn mặt. Rồi bất thần, anh vung tay gạt mạnh tay luận ra. Phản ứng đột ngột và bất thường của thằng quỷ nhỏ khiến bạn bè sửng sốt. cha cha bữa nay thằng quỷ nhỏ chịu chơi quá, tụi mày ơi. Luận trố mắt kêu lên. Vừa kêu, nó vừa xong tới định vật thằng quỷ nhỏ xuống đất. Cho tới lúc đó, Hạnh mới lên tiếng can thiệp. Không được đánh nhau trong lớp à nghe. Tiếng Hạnh vừa vang lên, Luận lập tức buông tay xuống, vẽ do dự trả cái nón cho Quỳnh đi. Hạnh lại nghiêm giọng nói. Hóa ra thằng quỷ nhỏ tên Quỳnh. Tên của anh giống như tên con gái, khiến Nga bất giác mỉm cười. Luận vò vò cái nón trong tay, vẽ chần chừ. Đúng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên. Quỳnh liền chìa tay ra. Trả cái nón cho tao ra xếp hàng. Luận ném cái nón nhầu nát về phía Quỳnh và nhướng mắt, nói Nón đây, mày nhớ là còn thiếu tụi tao mấy cái vẫy tay nữa đó nghe. Quỳnh không nói gì. Anh lặng lặng cúi xuống nhặt cái nón vừa rơi trước mặt, phủi hai, ba cái rồi chụp lên đầu, bước vội ra sân. chương 2 Trước khi Nga vào học, Quỳnh với Hạnh ngồi chung một bàn. Bàn có hai người, nhưng mỗi người ngồi tích một đầu, chừa khoảng trống ở giữa. Nga không biết ai tạo ra khoảng trống đó, Quỳnh hay là Hạnh. Nhưng Nga chẳng thắc mắc nhiều, bởi bây giờ nó đã lấp đầy cái khoảng trống bất thường đó. Nó ngồi giữa Hạnh và thằng quỷ nhỏ, quỳnh có vẻ bỡ ngỡ trước sự xuất hiện của người bạn mới anh đã quen với vị trí cô độc của mình trong góc lớp bây giờ bỗng nhiên có người ngồi sát ngay bên cạnh quỳnh đâm ra mất tự nhiên lúc xếp hàng đi vào lớp quỳnh tiến về chỗ ngồi với dáng vẻ nấn ná ngại ngần có vẻ anh cố tình đi chậm lại khi ngồi vào chỗ quỳnh cũng tìm cách ngồi sát ngoài rìa cố xích thật xa nga Suốt trong giờ học, anh hoặc nhìn chăm chăm lên bảng, hoặc lặng yên hí hoái chép bài, chẳng quay sang trò chuyện với Nga một câu. Nga chẳng biết Quỳnh đang chú ý đến bài học thật hay anh chỉ giả vờ. Thỉnh thoảng tò mò liếc sang bên cạnh. Nga thấy Quỳnh cựa quậy trên ghế với vẻ khổ sở. Hệt như anh đang bị trói chặt bởi những sợi dây vô hình nào. Khi nãy, thấy Quỳnh bị bạn bè xúm lại chọc ghẹo Nga cảm thấy tội cho anh quá chừng. Và lúc đó, Nga có ý nghĩ sẽ tìm cách trò chuyện an ủi anh. Nhưng bây giờ, ngồi sát bên Quỳnh, nhìn thấy cái vành tay quái dị và cái mũi đỏ của anh ngay trước mắt. Nga đâm ra sợ sợ và thấy là bao nhiêu ý nghĩ tốt lành bay biến đâu mất. Vì vậy, khi thấy Quỳnh chẳng tỏ vẻ gì muốn bắt chuyện với mình, Nga cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Nga với thằng quỷ nhỏ diễn ra như vậy, im lặng và hững hờ. Trong thâm tâm, Nga cảm thấy áy náy về thái độ lạnh nhạt của mình, nhất là với một người bạn ngồi cùng bàn, lại kế bên, nhưng Nga biết mình chẳng thể xử sự theo cách khác. Ngày hôm sau, mọi việc lại diễn ra cũng tựa tựa hôm trước, giống như một vở kịch được lặp lại. Thằng quỷ nhỏ vào lớp kéo theo những trò đùa nghịch tai ác của đám bạn và những tiếng hò hét ồn ào. Và cuối cùng kết thúc bằng cảnh anh ngồi câm nín bên cạnh Nga. Tối hôm qua, về nhà nghỉ lại, Nga cảm thấy xấu hổ về sự xa lánh của mình đối với Quỳnh và nó định sáng nay sẽ chủ động làm quen với anh. Nhưng rồi đến khi vào học, ngồi lây hoay một hồi, Nga lại đâm ra bối rối. Mình là con gái, ai lại mở miệng làm quen trước bao giờ nga nhủ thầm như vậy và suốt buổi học nó vẫn lặng thinh chốc chốc lại liếc sang quỳnh để thấy cái mũi của anh mỗi lúc một đỏ ẩn chẳng rõ vì lý do gì những ngày tiếp theo cũng chẳng khá hơn chút nào hai người vẫn tiếp tục im như thóc chỉ đến khi xảy ra cuộc gặp gỡ tình cờ mới đây thì nga và quỳnh mới có dịp nói chuyện với nhau hôm đó nga đạp xe từ trường về nhà đang đi thình lình nga nhát thấy quỳnh đang rảo bước trước mặt tay ôm cặp chiếc nón quả dưa đội lệch trên đầu quỳnh đi cùng chiều nên không thấy nga tự dưng nga thấy tim mình đập mạnh nga không muốn quỳnh trông thấy mình mấy hôm nay là mặt lạ với nhau bây giờ bỗng gặp ngoài đường nga thấy kỳ kỳ nó cố đạp xe chậm lại nhưng khoảng cách giữa nó và Quỳnh mỗi lúc một thu ngắn. Không biết làm sao, Nga đành phóng vụt xe qua. Nó miếm môi đạp mạnh bê đan, giả vờ như không thấy Quỳnh. Chiếc xe đang phóng như gió, đột nhiên bị trao đi. Trong tích tắc, Nga kinh hãi nhận ra mình bị cột chặt vào yên xe, không nhúc nhích được. Và dường như có ai đó đang kéo mạnh vai nó và sắp sửa hất tung nó xuống mặt đường. Nga điến người, nó nhắm mắt lại. Nhưng Nga không té, chiếc xe bỗng lắc mạnh, lão đảo rồi đứng sững lại. Nga bàng hoàng mở mắt ra và thấy mình đang ngồi trên xe, hai chân vẫn đặt trên bê đan. Nga giật mình ngoảnh lại phía sau, Quỳnh đã đứng đó từ bao giờ. Mũi đỏ ửng, còn tay thì đang giữ chặt yên sau của chiếc xe. Nga chưa kịp mở miệng, Quỳnh đã lên tiếng trước tà áo của Nga bị quấn vào sợi xích. May mà tôi chạy tới kịp. Nga liếc xuống chân và bất giác đỏ mặt. Vạt sau của chiếc áo dài bị quấn chặt vào líp xe. Hèn gì khi nãy, Nga có cảm giác như ai níu lấy vai mình. Trong khi Nga đang lay hoay, chưa biết làm sao để gỡ vạt áo ra, thì Quỳnh bỗng bảo. Nga cứ ngồi yên đó, để tôi lùi xe lại. Tự nhiên Nga cảm thấy mắc cỡ, nó vội vàng lên tiếng thôi để nga leo xuống đã không được đâu quỳnh lắc đầu bây giờ nga leo xuống là rách áo liền một tay nắm ghi đông một tay giữ yên sau quỳnh từ từ lui xe lại đôi mắt anh nhìn chăm chăm vào clip xe nơi vạt áo bị mắc kẹt của nga đang được nhả ra từng chút một nga ngồi trên xe lòng rối bời nó có cảm giác mình là đứa bé được người lớn dắt đi chơi đang lúng túng, Nga bỗng nghe Quỳnh thở phào. <laughs> xong rồi. Nga tưởng như mình vừa trút được một cánh nặng. Nó chống chân xuống đất, kéo vạt áo ra đằng trước và nhìn Quỳnh ấp úng. <laughs> cảm ơn anh nghe. Nói xong, Nga cảm thấy xấu hổ về sự bất cẩn của mình và để che giấu nỗi bối rối, nó vội vã đạp xe đi. Quỳnh đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn theo. Ngày hôm sau, Quỳnh tỏ ra vui vẻ khác thường. Anh tiếp nhận sự trêu chọc của đám bạn quỷ quái với nụ cười tươi tỉnh trên môi. Anh mặc kệ cho tụi thằng Luận làm tình làm tội hai vành tay phản chủ và không màng đòi lại cái nón đang được truyền ngoan nhoáng giữa đám đông. Thậm chí, Quỳnh còn cao hứng thực hiện những cú trồng cây chuối ngoạn mục và biểu diễn trò đi hai tay vòng quanh lớp, khiến đám bạn vỗ tay đơm đớp và hò hét ầm ĩ nga đến trễ vừa tới cửa lớp nghe náo nhiệt nga không vào ngay nó đi vòng lại cửa sổ đứng nhìn vào thấy quỳnh đang say sưa làm trò nga khẽ mỉm cười khung cảnh trước mắt nga hệt như trong rạp xiết chỉ thiếu những con khỉ mặc quần áo và các tấm bạc căng chung quanh nữa thôi nga cứ đứng tựa người vào cửa sổ nó chưa muốn vào lớp vội không hiểu sao nga có cảm giác hễ thấy nga quỳnh sẽ mất tự nhiên và những trò vui của anh sẽ lập tức chấm dứt nghĩ vậy nga cứ đứng yên nó đứng đợi chuông reo nhưng quỳnh cũng chỉ bộc lộ niềm hứng khởi của mình đến thế thôi vào lớp ngồi ký bên nga quỳnh trở lại là anh chàng nhút nhát và lầm lì muôn thuở có lẽ quỳnh cũng muốn nói chuyện với nga nhưng dường như anh chẳng biết nói gì và phải mở đầu câu chuyện ra sao thỉnh thoảng anh lại len lén liếc nga một cái rồi vội vã quay mặt đi chỗ khác bằng sự nhạy cảm đặc biệt của phụ nữ nga nhận ra ngay dấu hiệu mới mẻ đó nó cảm thấy vui vui và trong một lần bắt gặp ánh mắt thập thò của quỳnh nga mỉm cười với anh một cách thân thiện nụ cười tươi tắn của nga khiến Quỳnh cảm thấy dạng dĩ hơn lên. Anh đằng hắn hai, ba tiếng như để lấy can đảm rồi rụt rè hỏi. Chiếc áo Nga mặc hôm qua có bị rách không? Nga lắc đầu. Không, nhưng dầu mỡ dính đen thui, Nga giặt hoài không ra. Quỳnh lại đằng hắn. Nhưng lần này anh ngồi im, mặc dù quan hệ giữa anh và Nga đã dễ chịu hơn nhưng anh chẳng biết phải trò chuyện tiếp tục như thế nào từ hồi vào lớp đến giờ nghĩ mãi quỳnh mới nói được một câu về chiếc áo nếu hôm qua vạt áo của nga không vướng vào clip xe hẳn hôm nay quỳnh lại ngồi trơ như phỏng mặc dù nga đã mỉm cười với anh và nụ cười ấy dường như muốn bảo anh trò chuyện với tôi tự nhiên đi chứ quỳnh không làm sao cảm thấy tự nhiên được anh quen bị xem là một tên hề với hình dung cổ quái và hai vành tay nhạy cảm cộng thêm những tài vật của mình anh chuyên đóng vai kẻ gây cười cho đám đông bạn bè thường xúng quanh anh nhưng chỉ để trêu chọc hoặc bắt anh trổ những trò lạ bạn gái cũng vậy họ xem anh như trò tiêu khiển anh giúp họ giải buồn hoặc thỏa mãn tính hiếu kỳ hoặc lấp đầy những phút giây nhàn rỗi những lúc ấy, họ cười với anh, họ vỗ tay, thậm chí họ reo tán thưởng anh. Nhưng chẳng bao giờ họ trò chuyện tử tế với anh. Khi những trò khỉ của anh chấm dứt, họ vội vàng lãng đi chỗ khác như những khán giả nôn nóng về nhà để lo bữa cơm tối. Họ nhanh chóng quên mất anh. Và anh, anh hiểu tất cả những điều đó. Chỉ có Nga là khác nga xem anh như một người bạn quỳnh cảm nhận được điều đó ngay hôm đầu tiên gặp nga nga đã nhìn anh trổ tài bằng ánh mắt ngỡ ngàng có vẻ gì đó như trắc ẩn nga không cười cũng không lộ vẻ thích thú như những người khác bắt gặp tia nhìn đó lần đầu tiên quỳnh cảm thấy bối rối nỗi bối rối ấy đến bây giờ vẫn chưa tan vì vậy sau khi hỏi thăm về số phận chiếc áo Quỳnh lại im thinh thích, vành tay khẽ động đậy. Bao giờ xúc động, chẳng cần ai ra lệnh, vành tay của Quỳnh cũng động đậy. Trước đây, chẳng khi nào Quỳnh bận lòng đến chuyện vặt vảnh đó. Nhưng lúc này, anh cảm thấy khổ sở về vành tay phản chủ của mình. Nga ngồi kế bên mà chúng lại ve vẫy hoài, thật chả ra làm sao. Đúng là đồ tai lừa. Quỳnh nghiến răng, rủa thầm. Nga chẳng biết đến nỗi khổ tâm của Quỳnh. Thấy anh ngồi im, nó cũng lặng thinh. Đôi lúc, nhớ tới việc Quỳnh giúp đỡ mình hôm qua, Nga cảm động quay sang định nói với anh một câu gì đó, nhưng chợt thấy vành tay kỳ dị của anh khẽ động đậy. Nó giật thót và vội vã miếm chặt môi lại. Hai ngày sau, trong lúc cả lớp lục đục kéo nhau ra sân, khi tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, thì Quỳnh vẫn ngồi yên tại chỗ. Điều đó khiến Nga ngạc nhiên. Từ trước đến nay, chưa bao giờ Nga thấy Quỳnh ngồi lại trong lớp vào giờ chơi. Nhưng hôm nay, Quỳnh có vẻ như không nghe thấy tiếng chuông reo. Anh ngồi nhấp nhổm trên ghế và đang lay hoay lục lọi cái gì đó trong ngăn bàn. Thỉnh thoảng lại liếc Nga như muốn nói điều gì. Lát sau, chờ cho Hạnh rời khỏi chỗ ngồi, và đi ra cửa quỳnh mới ngập ngừng lấy ra từ trong ngăn bàn một cái lọ nhỏ và rụt rè đưa cho nga nói cho nga cái này nè nga cầm lấy lọ từ tay quỳnh trố mắt hỏi lọ gì vậy benzin nga vẫn ngơ ngác benzin là thứ gì quỳnh mỉm cười lần đầu tiên nga thấy anh cười khi cười mặt mày anh trông dễ coi hơn Quỳnh cười và nói Benzin là một loại dầu dùng để tẩy dầu mỡ rất tốt. Nói xong, Quỳnh bỗng thấy ngượng ngùng. Anh cúi nhìn xuống đất, mũi đỏ ẩn. Tuy nhiên, lần này cái mũi kỳ dị của Quỳnh không khiến Nga sờ sợ nữa. Nga chỉ thấy lòng mình xúc động trước sự quan tâm của Quỳnh. Nó xoay xoay lọ benzin trong tay, dịu dàng nói. Cảm ơn anh nghe, anh tử tế quá. Quỳnh càng bối rối tận. Chưa bao giờ anh nghe thấy một người bạn gái nào nói với anh những lời êm ái như vậy. Vì thế, mũi anh đã đỏ lại càng đỏ. Màu đỏ lan ra khắp mặt, lan xuống tận cổ. Trong lúc Quỳnh đang lúng túng một cách tội nghiệp, thì một chuỗi cười khanh khách bỗng vang lên và tiếp theo là một giọng nói oan oan. Ha ha ha, tụi mày lại xem thằng quỷ nhỏ kìa, nó cũng biết e lệ trước phụ nữ <laughs> nga và quỳnh giật mình ngó ra và cả hai thấy luận đang đứng tì người bên cửa sổ nhìn vào với vẻ mặt thích thú cầu châm chọc của luận như một mũi dao chích vào người quỳnh khiến anh co rúm người lại trong khi đó lại thêm bốn năm đứa bạn xúm lại quanh luận và đứng lố nhố ngoài cửa sổ nga đang ngỡ ngàng chưa kịp nói gì thì luận lại ngâm nga bằng một giọng độc địa giờ chơi mà chẳng ra chơi có hai anh chị cứ ngồi bên nhau nga nghe mặt mình nóng rang nó vừa ngượng lại vừa tức nga định trả đũa luận bằng một câu gì đó nhưng nó vẫn chưa nghĩ ra được một câu nào đích đáng thấy nga và quỳnh đỏ mặt làm thinh luận khoái lắm nó vẫn không làm sao quên được mối thù trước đây lần nó định chơi trội với nga và bị nga phản công tối tăm mặt mày đây là dịp may để nó thanh toán nợ nần nghĩ vậy luận sướng rên nó mở miệng định buông tiếp một câu tai ác nhưng lần này luận chưa kịp nói đã phải im bặt một bàn tay đã thợp lấy cổ áo nó luận giật mình nó ngước lên và thấy khải đứng sững ngay trước mặt mày làm gì vậy luận vừa kêu lên vừa gạt tay khải ra nhưng cánh tay rắn chắc của khải vẫn không nhúc nhích mày có buông ra không luận lại kêu lên khải gằn giọng tao chỉ buông ra nếu mày không nói bậy nữa khải to con nhất lớp lại là lớp phó trật tự giọng anh đầy đe dọa biết đụng phải lửa luận đành xuống nước được rồi mày buông ra đi khải vẫn chưa chịu được rồi là sao? Luận khẽ liếc đám bạn đứng chung quanh, giọng lúng túng. Được rồi là... là tao không chọc Nga với thằng quỷ nhỏ nữa. Khải nheo nheo mắt. Nhớ nghe. Và anh bỏ tay xuống. Mặt Luận đỏ gây. Nó tức anh ách, nhưng không dám làm gì Khải. Nó biết nếu đánh nhau, nó sẽ thua. Trước khi bỏ đi, Luận chỉ biết đưa mắt nhìn Nga và Quỳnh một cách cầm tức. Chỉ tại hai đứa này, luận nhủ bụng và kể từ lúc đó, nó luôn luôn nuôi ý nghĩ trả thù. Nga không thèm để ý đến vẻ mặt hằng học của luận. Nga nhìn Khải, khẽ gật đầu ra dấu cảm ơn. Và nó bỗng đâm hoang mang khi thấy Khải cũng đang mỉm cười nhìn mình. Ánh mắt anh long lanh như muốn nói bao điều thầm kín. Voi FM Ứng dụng sách nói chất lượng cao Kho sách nói lớn nhất Việt Nam Từ các tác giả sách bán chạy nhất Cùng nhiều thể loại nội dung khác Podcast, sách tóm tắt, truyện thiếu nhi, thiền và ngủ Chi theo các hạng mục dễ tra cứu Và được thể hiện qua các dòng đọc mượt mà Hẹn giờ tắt để nghe trước khi ngủ Điều chỉnh tốc độ nghe phù hợp với bản thân tải xuống để nghe không cần bạn. Chế độ lái xe, thao tác đơn giản và an toàn. Gần 20.000 người đã sử dụng và hài lòng, còn bạn thì sao? Tải ứng dụng Voi FM trên App Store hoặc Google Play để được nghe thử miễn phí ngay hôm nay. Voi FM, lắng nghe mọi lúc, bên bạn mọi nơi.